Vinhomes Riverside The Harmony lần đầu tiên ra mắt biệt thự tứ lập. Biệt thự tứ lập Vinhomes Riverside The Harmony là một khối gồm 4 biệt thự đối xứng tuyệt đối về kiến trúc, tạo vẻ đẹp cân đối và bề thế. Sở hữu diện tích sân vườn lên tới 50m² cùng hai mặt tiền thoáng rộng tới 9m. Mỗi căn biệt thự tứ lập được đặt trong không gian sinh thái mở, hòa cùng thiên nhiên. Tọa lạc tại tiểu khu Nguyệt Quế mang đặc trưng tân cổ điển, các biệt thự tứ lập sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái của kiến trúc Hy Lạp. Ngập tràn trước mắt chủ nhân là thiên nhiên rực rỡ sắc màu quanh nhà. Sự tinh tế, sang trọng trong kiến trúc và nội thất kết hợp cùng với sự trong lành, thuần khiết của môi trường sinh thái xung quanh là nền tảng để chủ nhân tinh hoa thụ hưởng giá trị cuộc sống riêng một đẳng cấp. Riêng biệt mà vẫn rất gần gũi, biệt thự tứ lập đặc biệt lý tưởng với gia đình đa thế hệ. Một nơi sống an lành, tiện nghi, một không gian gắn kết đong đầy tình thân, đó là nơi mà bất cứ ai luôn mong muốn hướng về. Biệt thự tứ lập được thụ hưởng đầy đủ giá trị của khu đô thị Vinhomes Riverside The Harmony với không gian xanh rộng lớn, hơn 100 tiện ích đặc quyền. Cũng từ đây, cư dân có thể linh hoạt di chuyển tới các tiện ích điểm nhấn trung tâm và nhà câu lạc bộ Hy Lạp, thuận tiện kết nối mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Trước thềm nhà, chủ nhân tương lai của hơn 80 biệt thự tứ lập sẽ được trải nghiệm cuộc sống muôn màu, chuẩn mực thượng lưu. Vinhomes Riverside The Harmony, riêng một đẳng cấp sống.